đổi thời điểm cho đội chủ nhà 1-0. Anh máu đỏ luôn á. Hài lòng thôi, hài lòng có không chia nhỏ gì. 1-0 điểm số đầu tiên. Quý MC là người giao bóng. Lâm Ơn chắn bóng rất tốt, đổi và điểm cho đội chủ nhà 2-0. Lâm Hưng chắc chắn không vui lắm, đổi thời điểm cho đội chủ nhà 3-1. Ghi về cho đội chủ nhà. Đặt bóng ra ngoài, đổi thời điểm cho đội chủ nhà 4-1. Ê, con ra. Ủa, không chọn cái gì đấy, là hai đội luôn vậy. Con ra. Lâm Hồng đặt bóng rất kinh lực, đổi thời điểm cho đội chủ nhà 4-1. Thấy muốn cấm cái này luôn, thấy đang ngồi đâu đó. Đủ luôn. Một cái bọc ra nên cấm xăng luôn. Lâm tới là có rất nhiều lần đổi và điểm cho đội chủ nhà 5-2. Quý phát bóng không qua lưới, đổi qua điểm cho Phong Tâm Hẹn 3-5. Chắc bóng hết không, đổi qua điểm cho Phong Tâm Hẹn 4-5. Hãy subscribe.
Bình Minh. Nhất trời thằng đội tuyển đội nhận bóng không nhận đâu đội mà điện cho đội chủ nhà đây ông anh nói để hết độ gà đi bên đang nước trống luôn đủ má nó bắn một hai hành sự với em chứ không chạy chum mì mà em giặt nhanh lên rõ ràng 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.